Long An kính chào cô chú anh chị bạn gần xa nha. Lời nói đầu tiên cho Long An gửi đến cô chú anh chị bạn là chúc sức khỏe, vạn sự như ý nha. Rồi hôm nay mình đi đặt bẫy chuột của chú anh chị. Hôm nay thì mình vô trong cái đám này. Đó. Quá trời hoang vu rậm rạp luôn. Đây là cái bờ quả voi. Rồi giờ thì mình quá trình đi tìm. Giờ thì mình tìm hang chuột cặp bờ này nha. Thì nãy giờ mình cũng tìm hơi là lâu lâu rồi. Thì mình thấy được một cái hang. Ở đây nha cô chú anh chị. Cái hang này là có người đánh rồi nè. Cô chú anh chị thấy không? Bẫy mới đánh luôn nè. Nhưng mà vẫn còn dấu bươi ra nè. Thấy không? Người ta đánh rồi. Không biết đánh này loại bẫy gì nè. Bẫy này bẫy gì mà không biết có cặm gạo nữa nè. Cặm gạo giáp vòng nữa nè. Cái hang này con này cũng không bự lắm. Cái hang này đó thì nó ăn qua đây. Rồi, mình tiếp tục mình tìm nha. Thì nãy giờ mà quên đó. Hôm nay mình đặt 8 cái. Nhưng mà nãy giờ chưa đặt được cái nào hết trơn. Lát nữa mình đặt thì mình quay lại cho cô chú anh chị mình xem nha. Cái hang này thì người ta bắt con này rồi. Giờ mình tiếp tục mình đi tới nha. Đi dài 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 tới. Giới thiệu với cô chú anh chị luôn. Bữa nay mình đánh mồi chuối nha. Tiếp tục với cái sự hành trình tìm hang chuột này đi, mình đã đánh rồi, quá hay. Đây, mình vừa tìm xong một cái hang cực kỳ ngon luôn nhưng mà bị đánh nữa này. Đây, cây bẹo để người ta đánh nè. Này mình cũng không biết người ta đánh bằng cái loại bẫy gì luôn đó mà cứ cầm gạo trước họng thôi. Đây, đây mình cũng đặt lại một cái, đặt xuyên theo đường mòn luôn. Đây mình đánh theo đường mòn luôn nha. Rồi giờ thì mình tiếp tục. Phía trước có cái hàng nữa. Rồi khu này toàn là dấu chuột cơm không cô chú anh chị. Chuột cơm có mấy hàng chuột công nhân mình ta đặt trên bên đó, mình đặt cái bẫy nè, mình đặt dồn luôn, không hy vọng nhiều. Giờ mình đi về thôi cô chú anh chị. Rồi bên xe mình có 5 cái bẫy lập ếch nữa, giờ mình đặt luôn 5 cái lập ếch coi sáng ngày nếu mà thắt cái này trúng cái kia nha. Hy vọng vậy thôi, kiếm có một cái video hay cho cô chú anh chị mình xem. Bây giờ còn một cái bẫy này mình chưa biết đặt đâu nữa. Còn trong đây một cái bẫy nè. Đi tình tệ anh cặp bờ này coi sao. Khu có voi đằng đẵng người ta đặt rồi. Đặt bể luôn. Rồi hẹp lại cô chú anh chị và bạn buổi sáng nha. Sáng mai mình gặp lại nha. Rồi sáng nay mình tiến hành đi dỡ bẫy chuột của chú anh chị. Thì trước khi dỡ bẫy chuột thì mình dỡ 5 cái lập ếch trước cái đã. Rồi mình hôm qua bên kia mình dỡ mấy cái bẫy chuột nha. Thì hôm qua đặt chỗ này là nó cạn nước nè, người ta bơm khô luôn. Còn hôm nay thì nước lại nước nước ngoài kinh nó tràn vô của chú anh chị. Ngập luôn rồi, ngập mất luôn cái bẫy. Không biết khúc nào luôn á. Đây này, đụng rồi. Vô cá cua luôn nè. Ở khu này thì mình không thấy có ếch nhỉ, không thấy dấu chân ếch. Bên đây hai môn phối hợp luôn mà nghi chắc thất thu quá cô chú ơi. Cái chỗ này không thấy dấu ếch gì chân. Một cái đầu tiên. Tới cái cây đó thì có một cái nữa. Mấy hôm nay thì tiết trời nó lạnh lại đây. Quá trời lạnh, để mình lấy cái túi, túi đựng. Sáng thì sớm lạnh cực kỳ luôn. Tôi đừng lại dở luôn cái này cái đó. Cái này thì cũng ngập luôn, đặt cũng chung bên đường mình đây. Khu này là thuộc 2000 Nam, phía đó Nhân Hòa cô chú anh chị. Xã Nhân Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Rồi, cái này ngập luôn. Chết rồi, hy vọng mấy cái bẫy chuột thôi. Có một con cua mà. Đó, cua rớt luôn.
Rồi, hy vọng mấy cái bẫy chuột nha cô chú ơi. Rồi, tiếp theo đây cái mấy trên cái nữa xong rồi cô chú anh chị. Để mình dở một cái không chạy luôn. Thầy dám chạy lắm nha, hình như nhúc nhích luôn. Ê, chạy nè. Mấy con đây. Mấy con mà làm lôi nhôi vậy. Trời ơi, cá nhiều lắm. Cá nhiều lắm cô chú ơi. Nghe cá nó rẹt 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 cái rô á. Trời ơi, con lươn nữa. Vô kèo luôn bà con ơi. Tới công chuyện, tới công chuyện. Lên. Đến chuyện rồi, quá cái túi nặng rồi. Quá nặng rồi. Được. Quá phê. Còn nó thất thu rồi chứ. Ba con ếch, một con lươn cô chú ơi. Kìa con lươn gần 200 gram luôn, lương trọng luôn. Cái rô, rô thì một túi luôn. Nè. Ngon lành cành chanh. Trời. Thảo cái rô đi. Quá đã rồi. Tưởng đâu mấy cái lập ếch này thất thu luôn chứ. Rồi, bây giờ mình qua còn cái nữa. Cái bẫy chuột thì không ham mà. Cái bẫy chuột thì chuyện qua mình đặt chung luôn với người ta. Người ta đặt rồi á cô chú anh chị, mình đặt lại nên nó cũng không có tự tin cho lắm, hy vọng thôi. Rồi, lại mình dỡ luôn cái kia luôn đi, bỏ xe đi. Năm cái lập ếch thành quả được 3 con. Còn đây cái nữa không biết chạy không. Cái cuối cùng dấu hiệu gì không? Rồi có nước hay đục. Nước đục con gì đây? Một con ếch hả? Hai con ếch. Chính ra khu này cũng có ếch chứ. Chính ra khu này có ếch cô chú ơi. Chạy cũng im nè. Ờ, có một con à. Nãy thấy 2 con mà. Cũng được. Vậy là được 4 con với con lươn nữa 5 con. 5 cái 5 con. Qua kiếm, hy vọng kiếm một con chuột thôi. Mình về trưa cái mình làm món gì đó mình sương sương là ngon lành, cành đào, cành chanh luôn. Rồi, giờ mình tiến hành qua thăm mấy cái bẫy chuột nha cô chú anh chị. Cũng được, ếch đây cũng trọng ha. Ếch đây cũng trọng không. Rồi, bây giờ thì qua thăm bẫy chuột của chú anh chị ơi. Ở giữa đây mình có một cái nè. Vừa hôm qua là chỗ này không có đường mòn, không có gì đặt đại nè. Nghe đây nè. Đây. Trực bước. Ở khu kia người ta quần quá, mình tính là chuột nó sẽ tản ra. Tại ở đó nó quần, nếu mà chuột mà nó có là nó không bắt được là nó tản đi, nó giạt. Nhưng mà không giạt. Ở đây mình có 2 cái nữa, thì ở đây là ngay hang chuột cũng nhum. Ủa, phải hang chuột cơm. Nói cũng nói bậy nữa. Khu này mình nghe nó ba mình nói hình như ba mình có đặt bẫy rắn trong này. Bên kia đựng con hay cô chú anh chị. Bên kia nó ăn chuột cơm. Cơm hay cống vậy? Ồ, cống. Có mồi nhậu rồi cả nhà ơi. Cắn banh cái lồng luôn. Con này thấy gì cũng bự nha. Bên đây còn hang nữa nè. Mình đặt chưa, bắt chưa được nữa nè. À quên nữa. Nè, cái móc của mình vậy nè. Đó. Còn cái bữa anh sang bắt qua đây hỏi cái móc mình làm kiểu sao thì nè. Nó. Tại anh sang bên sang bắt bên tri cũng hay đi đặt bẫy chuột cũng nhầm á. Mà cái móc của anh hay bị chuột rồi nè. Con móc mình bằng cái kẽm bự lắm. Móc cái là cứng ngắt luôn á. Cho dù lật nghiêng lật ngửa luôn. Đây nè, cái hang này ngon hơn nè. Mà nó chịu vô. Khôn thấy sợ.
Bẫy này mình làm không à? Mấy cái bẫy chợ á, chợ thì mình xài chừng thời gian lên chừng 2-3 con chuột là nó vô là nó cắn banh hết nè. Rồi giờ mình tiếp tục nha cô chú chị. 3 cái được 1 em rồi đó. Khò khẹt có lý rồi đó. Khu này thì trống quá, còn đằng bờ có dôi đẳng á thì đây, bờ có dôi phải đi ngược ở đây. Ở dôi đẳng thì có người đặt rồi mà chắc đặt bị kẹp á cô chú anh chị. Thấy có cặm vòng vòng cặm gạo giáp vòng cái hang miệng hang á. Hẹ hẹ, một thành quả. Trong đó một cái nữa, chưa tới cù có dôi nha. Khu này thì chắc chuột dạt mình nghiêm đặt đại. Đây có cái hang chuột bươi lắm. Ê chạy luôn nè. Cà 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 cà. Quá đã rồi cả nhà. Có cái hang chuột nó bươi nè. Bên này giàu. Con này nó bự. Quá giàu rồi. Không ngờ lại có mồi như vậy. Hai tên đã xì bách. Lưới mà nó cắn bung lưới luôn nè. Đó. Im coi, im coi, từ từ. Nè, nó cắn bung mấy lưới chì của mình chăng. Ghê giận thiệt. Bốn cái hai tên. Trời ơi, nó đã không nội luôn. Mấy con này nó già lắm mà. Già đạn lắm mà. Lại tới cục cỏ voi thôi. Cục cỏ voi này thì mình không hy vọng lắm. Hang rất là nhiều luôn, nhưng mà mình không hy vọng bằng. Tại vì có người mà đặt rồi là con chuột nó khôn, nó bể ổ rồi nó khôn lắm. Nguyên một cái hang chuột cũng nhâm chứ mình bắt được một con nè, hoặc hai con là dữ lắm mà còn nguyên bảy lứa nữa. Nó chà tảng luôn. Cái bẫy đâu ta? Nhiệt bẫy tới cây chuối trước. À, dưới đây có hai cái bẫy nè. Đi đường này đi. Hai cái gút mà cô chú anh chị thấy không? Nó một cái gút, hai cái gút. Cái hang này nó cũng mới bươi nữa nè, nhưng mà tỷ lệ dính mình thấy nó yếu quá nên mình bỏ luôn. Đang đi ra con chuột nó chạy đường mòn đây nè. Cái này trớt, cái này đặt ngay đường mòn lớn. Chuối còn. Trời ơi. Chuyện qua mình đặt mình không nhìn nên sao đặt hai cái vô hai cái đường mòn giống sát bên trời. Rồi, xong. Còn mấy cái nữa xong rồi. Đằng kia hai ba cái nữa, hai cái nữa vậy. Cái bèo mình làm dấu đó cô chú anh chị. Giờ tới cái tiếp theo nha. Nó cái cây nè, cả voi mình cầm mày lúa. Chỗ này người ta rút dây lum cho chắc có đánh hết. Nhừ hết đây. Đây sập nè. Còn gì đây? Đây, người ta đã nhổ cái trời lọt xong. Nó nhổ cái cỏ ta đậy cái ụ nè. Đậy cái bẫy đây. Nuôi lọt xong rồi. Trời ơi nó láng rồi ơi. Dưới mé sát mé luôn mình chừng qua không thấy. Bữa nay mình đi làm ngày mai không quay lại đây. Còn gì đây? Tơ. Rồi bầy này bầy tơ không? Hàng nó mới bươi nữa thì cô chú anh chị theo. Đó bầy tơ. Ba tên. Bầy này ngay góc bờ đó bầy tơ rồi. Con mẹ chắc người ta ăn rồi. Đây, ở trước gần tới cái máy có cái bẹo. Đây, cây cỏ dồi đây. Nhìn sẽ vô đây. Rồi, đất quớt rồi cô chú ơi. Không chạy. Rồi. Cái cưới không chạy luôn cô chú anh chị ơi. Giờ mình tổng kết đây luôn nha. Rồi mình về mình đi làm. Rồi
chắc có lẽ ba mình ở nhà bằng á, mình đi làm cho khoảng trưa trưa mới về. Con này là con dài nhất. Để ý cái bẫy nẻn này là cái bẫy cái cần cung nẻn này hôm nay là chạy suốt luôn cô chú anh chị. Từ từ để nói chuyện với khán giả một cái rồi kêu tiếp. Cái làm khọt khẹt nhau hết chứ. Đây cô chú anh chị, cái bẫy mà cái cần cong bên bên quẹo bên hôm nay chạy liên tục luôn. Mình thì để ý là đặt chiếc nào nó cũng chạy nha. Rồi, con này thì con này hơi nhỏ hơn con này. Lộn người con xui. Đó, con này thì bự hơn con này, mà con này thì nhỏ hơn con này. Con này chắc cũng cỡ hơn nửa ký xíu. Với em mini. Rồi, bây giờ mình hẹn gặp lại cô chú anh chị ở khúc sau nha. Mình làm món rồi mình sẽ quay lại tiếp cho cô chú anh chị mình xem nha. Bữa nay thì nhà mình gom cá ao rồi. Cho nên là sẽ bận mấy con này làm đãi khách. Có thằng em với ông anh á, cha mình nói có ngựa hai người phụ hay gì đó. Nhưng mà chưa biết nữa. Đây, gặp lại cô chú anh chị nha. Rồi cái mấy con chuột của mình á cô chú anh chị ơi, ba mình có khách rồi đi ba mình đem đi nhậu rồi. Nên là bữa giờ cũng chưa có ra clip chuột nên là bữa nay thôi quay một đoạn cá nướng. Đây thì có mấy cá lò thò nè, lò thò khô, cá lóc khô, cá chạch khô. Với bên kia với hai con cá trê với con cá lò thò sống nướng. Giờ mình nướng để ăn cơm bữa sáng cô chú anh chị ơi. Thì quay đoạn ngắn để mình kết thúc cái video mà đi bẫy chuột với đặt lập ếch của mình nha. Mấy con ếch thì mình còn trong kia, mình chưa có ăn. Rồi đến đây chắc mình cũng hẹp lại cô chú anh chị và các bạn ở video tiếp theo nha. Thì đặt bẫy chuột mà tính để mình quay clip mà bữa cha có khách rồi thôi. Úc Như ơi, chào khán giả rồi tạm biệt cả nhà luôn. Rồi mình chào tạm biệt cả nhà nha. Chúc cả nhà một buổi sáng thật là vui vẻ, nhìn vui trong công việc và cuộc sống nha. Xin chào.